Chị mong là em thấy hình ảnh của chị quay lên như vậy, em đi về đi, em suy nghĩ đi, em quay về. Em thương mẹ đi, quay về với chị với mẹ đi, giờ có chuyện gì về đi, người cả nhà mình giải quyết. Em đi về chị khổ đau lòng lắm. Dạ rồi em xin phép chào chị gái nha. Chị gái có thể cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết chị tên là gì và đến từ đâu? Chị tên là Nguyễn Thẩm Thí, chị đến từ Nhà Bè, quận 7, Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Quê quán chị đâu? Ở Đầm Dơi, Cà Mau. Cà Mau ha. Hôm nay chị về đây nhờ anh em giúp đỡ gì đây? Hôm nay chị đến đây nhờ đội anh Hải giúp tìm đứa em á. Tên Nguyễn Chí Thanh, năm nay nó 33 tuổi mà đi 3 tháng mấy nay mà không liên lạc gì, không có về nhà chứ cũng còn liên lạc. Nhưng mà bây giờ nó ốm lắm, bây giờ kêu nó chỉ địa chỉ cho chị đến nhà nó cũng không chỉ. Nó chỉ là điện về nó mượn tiền không à. Bây giờ chị không biết nó ở đâu. Tìm em trai đúng không ạ? À, em trai nhà mình tên là Lê Chí Thanh. Nguyễn Chí Thanh. Nguyễn Chí Thanh, em trai bỏ đi lâu chưa? Mới 3 năm mấy. Đi nó đi làm, nó đi làm chứ không phải là nó bỏ đi, nhưng mà liên lạc địa chỉ nó không biết ở đâu. À, vậy là chị là chị ruột. Chị ruột. Ba mẹ chị đâu? Ba mẹ ở quê. Ba mẹ ở quê ha. Vậy là ba mẹ ở quê nên mà chị ấy đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Đúng. Nhưng mà về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Dạ. Là đi tìm đúng không ạ? Dạ. Em trai mình chưa có gia đình luôn ạ? Chưa có gia đình. Ồ, trước kia là có bạn gái gì chưa? Chị ở đó thì chị không thấy nó dẫn bạn gái nào về mà cũng không thấy bạn gái luôn. À. Chị có nó lần nó dẫn bạn trai về nhà thôi, bạn nam nó về nhà có lần một tới giờ mấy năm rồi. Dạ, em trai nhà mình có ngoan không? Ngoan, nó bình thường, nó ngoan lắm, nó hiền lắm. Dạ. Vậy là em trai trước rất là hiếu thảo. Dạ, em trai trước kia đã lần nào mà như cái lần này chưa? Chưa có. Chưa có hả? Dù có khổ thì nó không bao giờ nó nhờ gia đình mà gửi tiền cho nó hay là mượn tiền bất cứ nơi đâu. Như lần này quá, nó đụng ai nó cũng mượn, đụng ai nó cũng mượn, mà không biết nó mượn hay là người khác nữa không biết. Là mượn tiền chị nhiều chưa? Cũng nhiều lắm rồi. Nhiều là tổng bao nhiêu chị nhớ được không? Lúc trước thì chị gửi là mấy triệu lần đây. Chị không có gửi nhiều, nhưng mà mỗi lần thấy em á, nó điện thì chị sợ nó khổ. Chị gửi lần 200, 300 thôi, chứ không gửi nhiều. 200, 300 ngàn? À. Mỗi lần nhưng điện... mà lần liền chứ không có lâu lâu. Em hỏi trên này mỗi lần mà gọi đi, em trai gọi điện, gọi là xin tiền chị á, là nói sao? Nó nói chế có tiền cho chị, cho em mượn, và trong, ngàn trong cũng mượn nữa. Có nói là mượn để làm gì không? Nó nói lấy hàng. Hàng gì? Không biết khỏi nó hàng gì, nó nói hàng khô rồi, nó không muốn biết nói hàng gì. Trước kia em trai nhà mình là làm công việc gì? Ở đó nó đang làm bên đầu bếp, bên nó nấu ăn. À, làm bên đầu bếp, à, làm bên nhà hàng. Bây giờ nó nghỉ rồi. Bây giờ nó cũng là vẫn là đi làm bên nhà hàng nữa, nhưng mà chuyện nó nói thôi chứ chị cũng không biết nó làm đâu. Theo như chị chia sẻ thì em trai của chị là một người gọi là người con hiếu thảo với ba mẹ. Đúng rồi. Và một người gọi là công dân tốt. Đúng rồi, nó hiền lắm. Rất ngoan hiền. Trước giờ là chưa có một cái điểm gì xấu. Đúng rồi. Đúng không ạ? Đúng rồi. Và lần này chị đang lo lắng về vấn đề gì nhất? Chị sợ như là nó bị gạt hay là nó bị người ta là giam lỏng. Bất cứ cái chuyện gì chị cũng rất sợ. Chờ chị mong đội của bên anh Hải kiếm giùm cho em nó quay về nhà. Giam lỏng? Tại sao chị lại sợ đến việc giam lỏng? Tại vì bây giờ là ba ổng chị có nó chị có gạt nó là kêu nó bước mẹ là đó giờ nó không bao giờ nó bỏ mẹ cho nó, nhưng mà chị nói là mẹ lên mẹ bệnh mẹ lên cái bệnh mẹ muốn qua nhà em chơi thôi em rước mẹ đi, nó nói là để em xin nghỉ được em rước rồi xong tới ngày là mẹ lên nó nói là nó bận tiệc nó không rước thôi chơi đi rước đi. Những cái chuyện nó làm nhiều cái là chị đấy chị thấy là nó kỳ lắm. Gọi là chị đang rất lo lắng, rất hoang mang. Gia đình rất lo luôn, thấy em nó ốm quá. Cái thời gian gần đây nhất này là ngày nào là em trai nhà mình xin tiền của chị? Nói chung là cứ bữa hai bữa là nó mượn chị, bữa hai bữa nó mượn à. Sáng nay cũng có nữa. Trong mấy ngày này là có liên lạc với chị không? Có, ba mấy ngày trước nó liên lạc bằng đêm. Mấy tháng này thì chị không thấy mặt nó rồi. Bữa đó nó liên lạc bằng đêm, nó chị là điện cho... chị chế còn tiền cho em mượn 200-300 gì đó. Cái chế nói, cái chị mới nói là bây giờ em cho chế thấy mặt đi rồi chế chuyển cho. Cái nó nhìn lâu lắm hồi nó mới cho thấy mặt. Chứ nói là nếu không thấy mặt thì chế không có chuyển.
Điện thoại của chị hay gì không? À. Rồi chị nghe máy đi. Chị xin phép còn một bạn. Rồi. Mình cầm máy về mình ngồi chỗ đi chị, mình ngồi đi. Chết em ấy, chết người đang quay hình đấy. Vậy là cách đây khoảng bao nhiêu lâu là mình không liên lạc được với em? Cứ cũng có liên lạc nhưng mà không thấy mặt mày chứ. Rồi nó chỉ nhắn tin mượn tiền thôi, hết mượn người này tới mượn người kia thôi chứ. Nó ít có cho thấy mặt nó lắm. Tức là bản thân chị nghi ngờ rằng là mình gọi điện và nhắn tin chưa chắc phải là em của mình. Đúng rồi. Đúng rồi. Chị sợ rằng em trai nhà mình sẽ không được gặp điều gì đó bất ổn bên ngoài. Đúng rồi. Như nhiều cái nó nói là trong, nó nói chuyện với chị làm như nó có cái chuyện gì nó khó nói lắm. Gia đình nhà mình được mấy anh chị em? Có 4 anh em ạ. Và cái em trai này là út hay sao? Dạ út. Út à, chị thứ mấy? Chị thứ ba. Thứ ba. Ngoài mượn tiền chị ra còn mượn tiền ai trong nhà nữa không? Có, nói chung là cậu mợ bất cứ là anh chị em nào nó cũng điện mượn hết. À vậy nói chung là mượn tiền le hết rồi. Ừ đúng rồi. Gia đình nhà mình trong thời gian qua đã đi tìm em trai này ở nơi nào rồi? Chưa có đi tìm. Sao hôm nay tại vì cũng không biết tìm đâu á. Yeah. Giờ hôm nay mới lên là nhờ đội anh Hải á tìm giúp giùm. Lên trên này lên nhờ hiệp sĩ của Thanh Hải, chị có hy vọng tìm được em mình không? Có. Có. Trên cái video này thì chị có điều gì mà nhắn gửi tới em trai mình không, mời chị? Chị mong là em thấy hình ảnh nó chị quay lên như vậy, em đi về thì em suy nghĩ để em quay về. Em thương mẹ đi quay về, chị với mẹ đi, giờ có chuyện gì về đi, người cả nhà mình giải quyết. Em đi về chị khổ đau lòng lắm. Từ bữa chị thấy hình em rồi, chị không ngủ nghe được. Chị lo, chị khổ tâm lắm, em về đi. Lúc qua em về với gia đình em, giờ có gì gia đình cùng giải quyết. Rất thương, rất độ. Hy vọng rằng em trai xem cái video này thấy một người chị lặn lội về đây để mà nhờ các anh đội hình sĩ của Thanh Hải Bình Dương tìm em. Thì hy vọng rằng em ở đâu đó em phải nhanh chóng quay trở về để mà đoàn tụ cùng với gia đình. Tới giờ phút này thì có lẽ rằng gia đình nhà em, ba mẹ em, các anh chị em trong gia đình, mọi người đều rất là lo lắng cho em. Nên hy vọng em trai lớn rồi, ba mấy tuổi đầu rồi, mình đủ nhận thức để mà mình suy nghĩ. Nếu trường hợp em có một cái khó khăn khúc mắc gì thì em cũng phải quay trở về để mà đoàn tụ cùng với gia đình. Thật sự ngay lúc này thì một người chị bây giờ đang ôm mặt, đang khóc rất nhiều vì lo lắng cho em. Dạ thưa cô chú anh chị trên cộng đồng mạng, nếu cô chú anh chị có xem cái video này, có thấy em trai như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ của Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ của Thanh Hải giúp đỡ và tìm kiếm thông tin bên em sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Chị gái có điều nào chia sẻ này không á? Em đứng đây nhờ đội anh là bữa hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải với cộng đồng mạng giúp giùm em đang cho tìm được em về. Em rất cảm ơn rất nhiều. Chị có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm em trai mình không? Đồng ý. Khi đăng tải lên nếu có vấn đề gì sai trái chị là người chịu trách nhiệm. Đúng. Chị có đồng ý không? Đồng ý. Dạ, chị cần nhà em chị về thôi. Dạ. Dạ có gì chị chấp nhận hết. Dạ. Khi chị về đây thì anh em sẽ giúp cho chị hoàn toàn miễn phí chị nhá. Không lấy tiền lấy bạc gì của chị. Chị không mất bất kể một đồng tiền nào. Hả? Chị thì... cảm ơn đội của hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Thì cuối video này em không biết nói gì hơn. Chúc cho chị cũng như gia đình nhiều sức khỏe và đặc biệt sớm nhận tin vui là em trai của chị sẽ quay trở về một ngày gần nhất ha. Dạ em cũng xin phép chào chị. Dạ rồi em cũng gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Chúc cho tất cả cô chú anh chị luôn thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều niềm vui cũng như là hạnh phúc trong cuộc sống. Chúc cho cô chú anh chị sắp tới có một ngày Trung Thu thật là an lành, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình cũng như là người thân. Em xin phép xin chào và xin hẹn lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Dạ rồi em xin phép chào chị nha. Cảm ơn các đội.